Bạch Lộc dạo phố lại bị tóm gọn chi tiết diện đồ đôi, danh tính nửa kia khiến netizen sốc nặng. Bạch Lộc lên đồ dạo phố lại hớ hênh để netizen phát hiện được cô diện đồ đôi cùng một nửa của mình, danh tính của người yêu nữ diễn viên cũng nhanh chóng được tìm ra. Ngày 24 tháng 8, cái tên Bạch Lộc bất ngờ trở thành đề tài bàn luận khắp các diễn đàn mạng xã hội, nguyên nhân được bắt nguồn từ một hình ảnh đời thường của nữ diễn viên. Theo đó, Bạch Lộc bị netizen soi ra chi tiết diện thiết kế vòng tay khá giống với Trương Lăng Hách. Bạch Lộc, Trương Lăng Hách được cho đã diện đồ đôi khiến cả hai vướng tin đồn bí mật hẹn hò. Tin đồn này nổ ra đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ, đồng thời băng băng leo vị trí thứ 3 tại bảng Hot Shirt tại Weibo. Giữa lúc phòng làm việc còn im hơi lặng tiếng, người hâm mộ của cả hai đã nhanh chóng truy tìm bằng chứng phủ nhận tin đồn hẹn hò. Về phía fan của Bạch Lộc khẳng định, nữ diễn viên đã sử dụng chiếc vòng này trong suốt một tháng qua nên không thể phản ánh rõ nét chuyện cô hẹn hò với Trương Lăng Hách chỉ qua một chi tiết nhỏ này. Không kém cạnh, fan của Trương Lăng Hách cũng bày tỏ quan điểm bảo vệ thần tượng. Theo đó, họ cho biết việc diện thiết kế vòng tay này chỉ đơn thuần là sở thích, phong cách thời trang cá nhân, không phải diện đồ đôi. Bên cạnh đó, netizen còn đặt ra nhiều giả thuyết về việc tin đồn này được tung ra để tạo nhiệt nhằm PR cho bộ phim Ninh An Như Mộng có sự góp mặt của Bạch Lộc, Trương Lăng Hách sớm được phát sóng trong thời gian tới. Bạch Lộc đang là một trong những nữ diễn viên được săn đón bậc nhất tại Trung Quốc. Cô từng được biết đến là một hot girl, mạng đình đám giống như Triệu Lộ Tư. Năm 2016, sau khi lọt vào mắt xanh của Vu Chính, Bạch Lộc đã được trao cho rất nhiều dự án phim đắt giá như Phượng Tù Hoàng, Chiêu Diêu, Học viện Quân sự Liệt Hỏa, Nửa là Đường Mật, Nửa là Đau Thương, vân vân. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất đang gặt hái được thành công, Bạch Lộc còn được chú ý với tin đồn tình cảm với các nam đỉnh lưu trong nghề. Dù có những bộ phim tạo hiệu ứng tốt, nhưng diễn xuất của Bạch Lộc vẫn bộc lộ nhiều điểm yếu. Nữ diễn viên bị đánh giá là thụt lùi về diễn xuất trong Trường Nguyệt Tẫn Minh. Khi diễn các cảnh bi thương đau đớn, Bạch Lộc chỉ biết gào thét. Cư dân mạng cho rằng khẩu hình miệng của người đẹp dùng quá nhiều lực, học theo cách đọc thoại của Hàn Quốc. Trương Lăng Hách là một trong những nam diễn viên trẻ gây chú ý nhất showbiz hiện nay. Việc nổi lên nhanh chóng cũng là con dao hai lưỡi. Bên cạnh việc trở thành gương mặt được săn đón, Trương Lăng Hách bị netizen xăm soi nhan sắc, nhất cử nhất động đều lọt vào tầm ngắm của khán giả. Trong đó bất ngờ thay, làn da và nụ cười bỗng đem lại hiệu quả tiêu cực, thậm chí còn làm ảnh hưởng đến danh tiếng của nam diễn viên. Trương Lăng Hách sinh năm 1997, thi đỗ vào trường Đại học Sư phạm Nam Kinh chuyên ngành kỹ thuật điện. Anh có niềm yêu thích đặc biệt với môn vật lý nên đã tham gia cả câu lạc bộ hàng không, vũ trụ trong những năm tháng sinh viên. Có tin đồn rằng Trương Lăng Hách từng giành vị trí thứ 2 trong một cuộc thi vật lý cấp tỉnh hồi còn học trung học. Theo Baidu, khi còn học đại học, Trương Lăng Hách vô tình gặp gỡ, trò chuyện với một người quản lý trong showbiz. Từ cuộc trò chuyện này, anh bỗng có hứng thú với làng giải trí, đặc biệt là công việc diễn xuất. Năm 2019, Trương Lăng Hách quyết định bước chân vào showbiz, ra mắt với tác phẩm phim dài tập Thiếu Nữ Đại Nhân. Phải tới năm nay, nam diễn viên trẻ mới bật lên nhờ vai diễn ấn tượng trong Thường Lan Quyết. Lượng follow tương tác trên Weibo cá nhân của Trương Lăng Hách bỗng tăng chóng mặt sau khi phim chiếu, cho thấy sức hút khủng khiếp của nam diễn viên. Trương Lăng Hách xuất hiện nhiều trên các thảm đỏ cũng như các sự kiện lớn sau thành công của Thương Lan Quyết. Cứ mỗi lần như vậy, nam diễn viên sinh năm 1997 đều được tung hô hết lời cho nhan sắc cực phẩm cùng chiều cao 1m88.